Xin chào quý phụ huynh và các con. Cô Hệ rất vui khi được gặp lại phụ huynh và các con trong video ôn tập từ vựng và mẫu câu tiếng Anh lớp 5 học kỳ 2. Thì cũng giống như cấu trúc của các video ôn tập từ vựng ở lớp 3 và lớp 4, trong video này chúng ta cũng sẽ được ôn tập lại từ vựng và mẫu câu có trong 10 unit của học kỳ 2. Mỗi một unit chúng ta sẽ có một bảng từ vựng và một bảng về mẫu câu. Đối với bảng từ vựng thì các con nên dừng hình và chúng ta ghi lại từ vựng. Sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu cách phát âm của từng từ vựng này nhé. Bây giờ cô Huệ mời các con đến với bài học đầu tiên. Unit 11. What's the matter with you? 1. Vocabulary. Ở đây chính là toàn bộ từ vựng có trong bài số 11. Chúng ta cùng nhau ghi chép vào vở cho có hệ thống nhé. Và sau đây cô mời các con sẽ ôn lại cách phát âm của những từ vựng này. Now listen and repeat, please. Clean. Carry. Take a rest. Toothache. Earache. Backache. Stomachache. Sore throat. Fever. Karate. Thing. Hand. Dentist. Sweet. Heavy. Vậy thì bài số 11 sẽ giúp chúng ta ôn tập lại những mẫu câu nào? Chúng ta cùng theo dõi nhé. 2. Sentence patterns. Mẫu câu thứ nhất sẽ giúp các con biết cách hỏi một người đang gặp phải vấn đề gì về sức khỏe. Như sau. What's the matter with you? Her, him, them. Tùy từng đối tượng có mặt trên câu hỏi và tùy từng vấn đề về sức khỏe chúng ta đang gặp phải hoặc ai đó đang gặp phải, chúng ta sẽ đưa ra các câu trả lời phù hợp tương ứng. Ví dụ như là I have a headache. Hoặc He has an earache. Mẫu câu thứ hai thì sẽ giúp chúng ta có thể đưa ra một lời khuyên cho ai đó nên hoặc là không nên làm gì để có một sức khỏe tốt hơn. Để khuyên ai đó nên làm gì, chúng ta dùng mẫu câu là you should. Ví dụ các con có thể nói như sau. You should go to the doctor. Và cách đáp lại cho lời khuyên này là Yes, I will. Còn khi mà các con muốn khuyên ai không nên làm gì thì các con dùng cụm từ là you shouldn't. Ví dụ, You shouldn't eat a lot of sweet. Và sau đây là cách trả lời. No, I won't. Vậy là cô và các con vừa ôn tập xong mẫu câu của bài số 11 rồi đấy. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục sang với bài số 12 nhé. Unit 12. Don't ride your bike too fast. 1. Vocabulary. Sau khi đã ghi chép xong toàn bộ những cái từ vựng này vào vở, thì chúng ta cùng nhau sẽ ôn tập lại cách phát âm của chúng nhé. Now listen and repeat, please. Knife. Match. Matches. Stair. Stove. Arm. Leg. Climb. Run down. Fall off. Break. Cut. Burn. Dangerous. Touch. 2. Sentence patterns. Chúng ta cùng đến với mẫu câu thứ nhất có trong bài số 12, đó là bảo một người nào đó đừng làm điều gì. Các con sẽ dùng trợ động từ don't để ở đầu câu và đưa ra lời khuyên cho bạn mình. Ví dụ, don't play with matches. Nếu khuyên một lời nói như thế này thì các con có thể trả lời okay, I won't. Đấy chính là nội dung của mẫu câu thứ nhất. Vậy thì mẫu câu thứ hai là gì?
Nó là mẫu câu sẽ giúp các con có thể hỏi và trả lời lý do tại sao một người không nên làm điều gì đó. Các con sẽ dùng mẫu câu Why shouldn't? Và khi trả lời, chúng ta sẽ bắt đầu câu bằng because. Các con cùng quan sát hai ví dụ sau đây nhé. Why shouldn't I play with the knife? Because you may cut yourself. Why shouldn't he climb the tree? Because he may fall. Các con chú ý cho cô tất cả những từ mà cô giáo tô màu đỏ ở đây thì các con sẽ thay thế bằng những từ tương ứng, những lời khuyên tương ứng cho bạn mình nhé. Vậy là chúng ta đã cùng nhau ôn tập lại hai cái mẫu câu có trong bài số 12. Vậy thì bài số 13 có điều gì đang đợi chúng ta? Chúng ta cùng tiếp tục nhé. Unit 13. What do you do in your free time? 1. Vocabulary. Ta cùng chờ đợi bảng từ vựng của bài số 13 là gì đây? Wow, các con dựng hình và chúng ta ghi vào vở nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ ôn tập lại cách phát âm của những từ vựng này. Now listen and repeat, please. Program. Surf the internet. Survey. Go shopping. Go fishing. Go camping. Go swimming. Go skating. Go hiking. Do karate. 2. Sentence patterns. 13, chúng ta sẽ được ôn tập cách hỏi ai đó làm gì trong thời gian rỗi. Để hỏi bạn mình làm gì trong thời gian rỗi, chúng ta đặt câu hỏi như sau. What do you do in your free time? Sau đây là câu trả lời ví dụ. Các con có thể thay thế bằng những hoạt động khác của mình nhé. I listen to music. Cách tiếp theo để hỏi ngôi thứ ba số ít, ví dụ như bố bạn, mẹ bạn hoặc một người nào đó làm gì trong thời gian rỗi, ví dụ. What does your mother, father do in her, his free time? Và sau đây là câu trả lời gợi ý. She. He watches TV. Vậy là cô và các con đã cùng nhau ôn tập lại mẫu câu của ngày hôm nay rồi đấy. Các con có thể thay thế các hoạt động mà cô giáo đã viết mực đỏ ở đây bằng những hoạt động của mình nhé. Chúng ta cùng nhau tiếp tục sang với bài số 14. Unit 14. What happened in the story? Vocabulary. Bài số 14 là bài có nhiều từ vựng nhất trong chương trình tiếng Anh lớp 5 và cô hy vọng chúng ta sẽ hào hứng chào đón nó nhé. Chúng ta sẽ phải dừng hình và ghi lại toàn bộ từ vựng của ngày hôm nay. Từ vựng của bài số 14 sẽ gồm hai trang đấy các con ạ. Sau khi viết xong trang 1, chúng ta sẽ tiếp tục sang với trang thứ hai các con nhé. Sau khi đã ghi đầy đủ xong tất cả từ mới của ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại cách phát âm của chúng nhé. Now listen and repeat, please. Happen. Then. Order. Far away. Watermelon. Seed. Intelligent. Greedy. Island. Story. Delicious. Lucky. In the end. Grow. Grew. Exchange. Hear. Heard. Prince. Princess. Hard working. Kind. Eat. Ate. Fox. Crow. Stand. Stood. Honest. Wise. Shake. Shock. Folk tale. Stupid. Lose. Lost. Get. Got. Give. Gave. Find.
found. Read. Red. Character. The golden star fruit tree. Meet. Met. Surprised. 2. Sentence patterns. Sẽ giúp chúng ta ôn tập lại 3 loại mẫu câu. Mẫu câu thứ nhất, đấy là hỏi điều gì đã xảy ra trong câu chuyện bằng câu hỏi dưới đây. What happened in the story? Khi được hỏi câu này, con sẽ trả lời lại trình tự của câu chuyện. Và chính cái mẫu câu thứ hai ngay sau đây sẽ giúp các con có cái từ liên kết và liệt kê trình tự của câu chuyện đó. First, then, next, in the end. Và mẫu câu cuối cùng của bài số 14, đấy là giúp các con có thể hỏi ý kiến của một người nào đó về một vấn đề gì bằng câu hỏi. What do you think of? Và khi được hỏi câu này, con sẽ bắt đầu câu trả lời của mình bằng I think. Sau đấy chúng ta nêu ý kiến của mình ra. Vậy là cô đã cùng các con ôn tập xong 3 mẫu câu của bài học ngày hôm nay. Chúng ta cùng đến với bài học tiếp theo nhé. Unit 15. What would you like to be in the future? 1. Vocabulary. Chúng ta cùng đến với từ vựng của bài số 15. Chủ đề của bài số 15 hôm nay tương đối là thú vị đấy các con. Chúng ta cùng nhau ghi từ vựng và sẽ ôn lại cách phát âm của chúng ở bài tiếp theo nhé. Now listen and repeat, please. Pilot. Artist. Writer. Architect. Patient. Engineer. Astronaut. Spaceship. Look after. Design. Fly. Strong. Future. Dream. Come true. Leave school. Grow up. 2. Sentence patterns. Hôm nay chúng ta sẽ được ôn tập lại 2 mẫu câu. Mẫu câu thứ nhất đấy là dùng để hỏi và trả lời về nghề nghiệp của một người nào đó muốn làm trong tương lai bằng cách hỏi What would you like to be in the future? Các con có thể trả lời theo mẫu dưới đây. I'd like to be a teacher. Hoặc là I'd like to be an engineer. Ok, mẫu câu thứ hai đấy là giúp chúng ta có thể hỏi và trả lời về cái lý do tại sao một người lại muốn làm cái nghề gì đó. Why would you like to be a pilot? Các con nêu ra lý do của mình. Because I'd like to fly a plane. Chúng ta có thể đặt những cái mẫu câu tương tự như chúng ta vừa được nghe nhé các con. Chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục với bài số 16. Unit 16. Where's the post office? 1. Vocabulary. Nào hãy cùng nhau quan sát và ghi chép lại toàn bộ từ vựng của bài ngày hôm nay. Rồi tiếp theo chúng mình sẽ đi ôn tập lại cách phát âm của chúng nhé. Now listen and repeat, please. Bus stop. Post office. Theatre. Museum. Stadium. Toilet. Next to, opposite, at the end of, on the corner, straight ahead, turn right, turn left, along, entrance, boat, coach. 2. Sentence patterns. Thứ nhất của bài học ngày hôm nay đó là giúp các con có thể hỏi thăm và biết cách trả lời về vị trí của một nơi nào đó. Ví dụ các con có thể hỏi như sau. Excuse me, where is the post office? Trả lời cho câu hỏi này thì các con cần phải sử dụng các cái giới từ địa điểm đã được học ở trên lớp nhé. Ví dụ It's next to the bank.
Một câu tiếp theo sẽ giúp chúng ta biết cách hỏi và trả lời với phương tiện để đi đến một nơi nào đó. Các con có thể hỏi: How can I get to the airport? Và để trả lời, chúng ta quan sát mẫu câu dưới đây. You can go there by bus. Take a bus, walk. Sau khi ghi chép xong, các con có thể thực hành đặt các cái mẫu câu của riêng mình và chúng ta tiếp tục đến với bài học bài ngày tiếp theo. Unit 17. What would you like to eat? 1. Vocabulary. Đây chính là toàn bộ những cái từ vựng có trong bài số 17. Các con cùng ghi chép và chúng ta tiếp tục lại ôn tập cách phát âm của chúng. Now listen and repeat, please. A bowl of. A packet of. A bar of. A glass of. A carton of. A bottle of. Sausage. Biscuit. Chocolate. Healthy. Diet. 2. Sentence patterns. Ở bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ được ôn mẫu câu thứ nhất, đấy là hỏi và trả lời về cái thức ăn hoặc đồ uống một người nào đó muốn dùng bằng cách hỏi như sau. What would you like to eat, drink? Các con có thể trả lời tương tự như mẫu câu dưới đây. I'd like a sandwich, a glass of apple juice. Theo, chúng ta sẽ hỏi và trả lời về số lượng thức ăn hoặc đồ uống một người nào đó dùng hàng ngày. How many apples do you eat a day? Đây, đối với danh từ đếm được thì chúng ta dùng là how many? Và chúng ta sẽ trả lời câu hỏi này như sau. I eat two apples a day. Danh từ mà không đếm được thì các con sẽ dùng được câu hỏi là how much? How much coffee do you drink a day? I drink three cups of coffee. Sẽ ghi lại và chúng ta thực hành đặt những mẫu câu của riêng mình nhé. Tiếp theo, cô mời các con đến với bài số 18. Unit 18. What will the weather be like tomorrow? 1. Vocabulary. Bài số 18 sẽ cung cấp cho chúng ta các từ chỉ về thời tiết và khí hậu với các con. Chúng ta cùng ghi chép lại nhé. Tiếp theo, cùng nhau ôn tập lại cách phát âm của chúng nào. Now listen and repeat, please. Cloudy. Rainy. Sunny. Stormy. Snowy. Windy. Foggy. Dry. Wet. Warm. Cool. Spring. Summer. Autumn. Winter. Season. Snow. Wind. Forecast. Tomorrow. 2. Sentence patterns. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được ôn tập lại 3 mẫu câu. Mẫu câu thứ nhất đấy là hỏi và trả lời về thời tiết ngày mai. Các con có thể đặt câu hỏi như sau. What will the weather be like tomorrow? Và sau đây là câu trả lời gợi ý. It will be hot and sunny. Mẫu câu thứ hai dùng để hỏi và trả lời về thời tiết của các mùa tại một nơi cụ thể nào đó. Ví dụ, What's summer like in Hanoi? Chúng ta có thể trả lời theo cái mẫu câu sau đây. It's usually hot and sunny. Mẫu câu cuối cùng, đấy là giúp các con có thể miêu tả được các hiện tượng thời tiết theo mùa, đặc trưng theo mùa đấy. There's a lots of rain in the summer. There are lots of flowers in the spring. Đúng rồi. Chúng ta chỉ còn 2 bài nữa là chúng ta kết thúc chương trình học rồi. Chúng ta cùng cố gắng nhé.
Unit 19. Which place would you like to visit? 1. Vocabulary. Chúng ta cùng nhau ghi chép lại toàn bộ từ vựng của bài ngày hôm nay và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu lại cách phát âm của chúng nhé. Now listen and repeat, please. Museum. Pagoda. Bridge. Temple. Attractive. Exciting. Interesting. Expect. Center. Somewhere. Really. In the middle of. Statue. Learn about. 2. Sentence patterns. Ở bài số 19 này, chúng ta sẽ biết cách hỏi một người lựa chọn tham quan địa điểm nào đó bằng cách hỏi như sau. Which place would you like to visit? The museum or the temple? I'd like to visit the temple. Tiếp theo, chúng ta sẽ biết cách hỏi ý kiến về một địa điểm tham quan nào đó. Các con quan sát. What do you think of Dam Sen Park? Ở đây chúng ta sẽ đưa ra ý kiến của mình. It's more wonderful than I expected. Ok, đấy là toàn bộ những cái nội dung của bài số 19. Bây giờ cô mời các con đến với bài học cuối cùng trong chương trình nhé. Unit 20. Which one is more exciting? Life in the city or life in the countryside? Vocabulary. Các con hãy ghi những từ vựng này vào vở nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ ôn tập lại các phát âm của chúng nào. Now listen and repeat, please. Busy. Noisy. Peaceful. Wonderful. Expensive. Cheap. Both. Sydney. Australia. New York. Liverpool. London. England. East. 2. Sentence patterns. Một trong hai cái câu hỏi của bài học ngày hôm nay sẽ giúp các con biết cách hỏi để so sánh sự vật địa điểm này với sự vật địa điểm kia bằng cách đặt những câu hỏi dưới đây. Khi mà xem những câu hỏi dưới đây thì con chú ý với cô giáo những cái từ mà cô giáo đã gạch chân. Đấy là tính từ so sánh ngắn và tính từ so sánh dài để chúng ta nhớ lại kiến thức nhé. Which one is busier, New York or San Francisco? Which one is more peaceful, city life or country life? Câu cuối cùng trong bài học, đấy là giúp các con biết cách nêu ý kiến về một sự vật hoặc một địa điểm nào đó. Chúng ta cùng lắng nghe. I think country life is more peaceful. Đã đi qua được tất cả 10 đơn vị bài học trong chương trình tiếng Anh năm học kỳ 2 rồi đấy. Bây giờ đấy lúc cô phải tạm biệt các con rồi. Chúc các con học tốt nhé. Goodbye and see you another time.